Thưa quý vị, sau mỗi mùa lễ hội hay sự kiện, tình hình rác thải lại xuất hiện, không chỉ gây ra cảnh nhếch nhác tại các tụ điểm công cộng, công trình văn hóa, mà còn khiến cho lực lượng công nhân vệ sinh môi trường phải toát mồ hôi để dọn dẹp. Đây là vấn đề không mới, nhưng lại tồn tại trong rất nhiều năm qua và vẫn chưa có cách khắc phục. Cả mấy nghìn người xả rác, nhưng vài chục người đi dọn. Nếu mỗi người tự ý thức đem rác của mình bỏ vào thùng rác, lao công sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian, tình nguyện viên không cần phải bỏ công sức đi nhặt. Những hình ảnh sau đây sẽ phản ánh đúng thực trạng mỗi khi lễ hội đi qua thì rác thải sẽ ở lại. Bao ni lông, đồ nhựa, thực phẩm dư thừa. Đây là tình trạng chung của rất nhiều điểm chào đón năm mới, lễ Tết trên cả nước. Lễ hội ngoài trời là hoạt động không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Điểm chung của chúng là thu hút rất đông người dân tham gia. Thế nhưng đi cùng với niềm vui xuân luôn là những bi kịch về môi trường khi những người vui chơi bỏ lại hàng chục tấn rác thải. Mọi nơi nếu mà tập trung khá đông một lượng người á, thì họ sẵn sàng bỏ rác vì họ cảm giác cầm theo rất là bất tiện, hay vậy họ sẵn sàng bỏ dưới chân mình luôn. Nhắc nhở thì thấy ngại lắm, mình chỉ biết là mình thấy như vậy thì mình nhặt lên thôi, mình đem đến chỗ quy định mình bỏ lại. Chúng ta mỗi người mà có một ý thức một chút mà bỏ rác vào thùng thì sẽ rất là đẹp cái mỹ quan thành phố, với lại những người dọn rác người ta đỡ vất vả hơn. Nhắc nhở người ta bỏ thùng rác nhưng mà có người người ta không có nghe theo. Mặc dù đã phát động nhiều phong trào sống xanh, sống sạch, nói không với đồ nhựa sử dụng một lần nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường của người dân, tuy nhiên năm nào cũng vậy, cứ lễ hội đi qua là rác thải ở lại. Đa phần người dân khi đi vui chơi chỉ giữ vệ sinh cho cá nhân mình và vô tư làm ô nhiễm không gian xung quanh, bất chấp nỗ lực của các đơn vị quản lý. Đây là thực trạng đáng buồn về ý thức của rất nhiều người Việt hiện nay. Người Việt có cái hệ quả của văn hóa làng xã, có nghĩa là cái vùng không gian chung đó, thì ai cũng có quyền sở hữu và ai cũng có quyền hành xử tùy ý ở trên cái vùng đó hay là vùng không gian công cộng. Một á, là các cái nhận định hay những cái quan niệm về rác cần phải được thay đổi. Khi định vị lại được những cái điều đó rồi thì các hành động tích cực tiếp theo có thể thay đổi cách mà người ta ứng xử đối với rác, không còn bỏ rác bừa bãi nữa. Bên cạnh một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, ý thức giữ vệ sinh chung, vì các đơn vị tổ chức bố trí quá ít thùng rác cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải rác thải sau các lễ hội sự kiện. Dịp Tết năm nay, tại trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hoặc là tại công viên văn hóa Đầm Sen, số thùng rác được bố trí dày hơn, cứ khoảng 50m thì có một thùng rác lớn. Bên cạnh đó là các thùng bằng nhựa được tăng cường. Tuy nhiên số này cũng chẳng thấm vào đâu so với mật độ thường xuyên luôn có hàng chục ngàn người đến tham quan vui chơi. Thì như nãy là mình đứng trực ở đây nè, thì có những người người ta uống nước và xong rồi ta để cái ly dưới đó, xong rồi khi mà ta coi chán là ta bỏ đi luôn. Là khoảng thôi mình thấy khoảng 3-4 giờ sáng, 5-6 giờ sáng thì các cô chú là công mới dọn hết ở đây được. Thùng rác không có xấu, không có gì giấu giếm, trình bày ra rõ ràng để người ta quan bảo. Đừng để cho người ta không có điều kiện mà là không biết quăng rác ở đâu rồi đành phải quăng xuống. Về mặt luật pháp, dù chúng ta đã có luật bảo vệ môi trường, thế nhưng đối với việc xả rác bừa bãi thì vẫn chưa có hình thức răn đe nào cụ thể. Do vậy, nên chăng việc này cũng sớm cần được các nhà làm luật nghiên cứu để có chế tài phù hợp, đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, việc tăng cường nhiều thùng rác, phương tiện thu gom rác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế rác thải bừa bãi ra môi trường hiện nay. Nếu ai mà vi phạm cái chuyện mà quăng rác bừa bãi thì phải dùng luật pháp, mà không phạt ít mà phạt nhiều nữa cơ. Và chỉ như vậy thì con người đó họ mới là ý thức càng ngày càng mạnh hơn về cái chuyện không dọn rác, không bỏ rác. Trăm người xả, một người dọn chính là thực trạng chung sau các lễ hội Tết. Cũng vì thế mà sự cực nhọc lại đè lên vai không ai khác ngoài những công nhân dọn vệ sinh. Thậm chí nhiều người sau khi đối mặt với biển rác của những người tham gia lễ hội thiếu ý thức bỏ lại đã phải bất lực vì dọn không xuể.